Championship 2017. Và ở đây chúng ta sẽ đến với cái trận đấu thứ hai, là Na'Vi đối mặt với cả Bia. Nhưng mà hình như là theo như tôi thấy thì như đang không có tiếng in game thì phải, anh em check lại của mình cái vấn đề này để xem nó có chuẩn men chưa, thì mình sẽ ra mình fix lại với tiếng in game các kiểu thì chúng ta cùng đến với cả game đấu ấy nhá. Anh em check lại của mình với. Hiện tại đang đeo tai nghe chả nghe cái tiếng in game của cả cày dã man luôn. Alo dude, where are you now? Không có đúng không? Ok man, thua. Đầu nhà nó là cái nào nhỉ? Đây rồi. Đấy, chuẩn luôn rồi đấy. Ok được rồi. Ok. Vâng, ở đây thì quay trở lại cả tiếng động thì tôi nghĩ là mọi chuyện đã ổn rồi. Chúng ta cùng đến với cả game đầu thứ hai, dẫn Na'Vi đối mặt với cả team Gấu. Vâng, ở trong trận đấu này Bia be biển các kiểu là một cái đội tuyển mới thôi nhưng mà sở hữu những cái player các bạn có thể nhìn xem. Vâng, Fata, Yapzo, Foray các kiểu rất là căng thẳng rồi. Còn Na'Vi thì không phải nói. Tuy nhiên thì ở trong cái game đấu đầu tiên vừa mới gãy xong, cái lựa chọn đầu tiên là cho Na'Vi, tôi nhìn thì trông nó chẳng khác gì ở cái game đấu đầu tiên. Cả Weaver cũng như là Rubik. Vâng, Weaver này chơi được ở vị trí gì thì không biết. Còn về phía các thành viên của team Gấu thì sao? Slada và Venge Full Spirit. Slada để có thể khẳng định luôn là Bia họ sẽ chơi với cả một cái layup gây sát thương vật lý. Và hai cái lượt pick Slada cũng như là Venge Full Spirit cũng hoàn toàn là gây lú cho các thành viên của Na'Vi. Khi đây cũng là hai hero có thể xoay chuyển cái role ở trong trận đấu theo cái mục đích chiến thuật được đề ra sẵn. Vâng, những cái lựa chọn ban ở đây là gì? Na'Vi ban vào lăn rụ như là Daxia, ban chiến thuật chứ không phải là ban tủ, ban tiền gì cả. Underlord thì cũng vậy. Còn về cái phía các thành viên của team Bear ở đây thì sao? Ban đi Luna để Magnus của Dandy. Vâng, ở đây thì chủ động ban vào cặp Burst, một cái con hero support mà Na'Vi cũng rất là hay sử dụng. Vâng, một cái bộ pick như thế này thì tôi nghĩ rằng từ Na'Vi cho đến là Be họ pick vào ọc mơ dài thì cũng sẽ rất là hay thôi. Trong cái lượt ban thứ tư ở đây thì Na'Vi buộc lòng phải ban một cái con hero mà Foray trong cái trận đấu trước anh ấy chơi rất là tốt. Justin Timmersaw rất là mạnh. Nhất là khi đối phương ở đây đã pick mất Slada rồi thì chắc chắn Na'Vi họ sẽ phải ban đi Timber rồi. Cái lượng sát thương cũng như là cái số hero còn lại của Na'Vi để counter lại Timber là không có. Gần như là rất là ít khi đã mất hai cái lượt pick, gần như không làm được gì thì mà sò rồi. Vâng, Senking là cái lựa chọn tiếp theo của Be, ban thẳng vào General luôn, không có nói nhiều. Vẫn tất nhiên chuẩn men, nhưng cái con Senking nó đánh như này của Na'Vi thì chắc chắn là không thở rồi. Vâng, một lần nữa xin chào các bạn, tôi là Mimosa thì gãy dã man luôn đấy. 2-0 à? Vâng, tiếp theo sẽ là một cái lượt pick dành cho Na'Vi ở đây. Họ đang phải cần nghĩ chiến thuật của mình chứ không phải là counter vào Be. Nhưng ở đây thì sao? Lượt thứ 3 pick thẳng vào Shadowfiend ở vị trí Dimit dành cho Dandy. Rất là chủ động luôn, một cái con hero như Shadowfiend được pick trong cái lượt thứ 3 này. Nhỉ, thế thì ok man, dude. Vâng, Light Stealer luôn chủ động. Đang định nói là đánh Light Stealer thì nó là chắc bài rồi. Tôi nghĩ là Slada Light Stealer thì không có cách nào có thể đỡ được. Nhất là trong một cái thế trận ở game đấu trước, Na'Vi họ pick Dazzle thì còn không đỡ được. Thế thì cái game đấu này tôi không nghĩ rằng Na'Vi sẽ pick Dazzle đâu. Tuy nhiên nếu mà chơi như thế thì lấy cái hero thì counter lại cái bộ combo Slada và Light Stealer này đây. Venge Full Spirit thì đã bị pick mất rồi, Dazzle thì không pick. Như nào? Cay chưa? Vâng, ở cái lượt pick tiếp theo, cái lượt pick thứ tư này, tôi tin rằng là Na'Vi họ sẽ pick vào một cái lượt hero upland. Vâng, và bây giờ sẽ pick vào hero upland nào dành cho General. Khi ở đây Daxia cũng như là Senking đã bị ban rồi. Và không pick vào upland, như vậy là tuyên bố luôn. À không phải là tuyên bố gì cả. Weaver này upland thì cũng chưa biết nhỉ. À đúng rồi, và vâng, Ogmar dài dành cho Na'Vi kết hợp cùng cả Rubik đánh support. Weaver này được chơi ở vị trí gì thì chưa biết. Hiện tại thì Na'Vi chúng ta có thể nhìn xem hero phá nhà có rồi, đánh nhau đủ rồi, disable về cơ bản là có.
Vâng, thiếu mất ở đây thì gần như là một cái con hero bảo kê hay là một cái con hero chim mồi gì đấy thôi. Thực sự thì tôi rất là khuyến khích trong cái trận đấu này, trong cái lượt pick cuối Na'Vi họ quyết định đẩy Weaver chơi ở vị trí carry và trong cái lượt pick cuối đóng một cái con Beastmaster. Dù rằng các bạn biết rằng ở cái phiên bản 7.0 Beastmaster dù rằng là cũng không bị nép, bị niềng gì cả, nhưng auto là bị mất đi cái sức mạnh mà không còn được ưa chuộng nữa, bởi rằng là cái địa thế của 7.0 nó to quá, cảm giác như là nó xa tít mù tấp luôn, con chim bây giờ nó cũng không phát huy được một cái hiệu quả cao cho lắm, nhưng ở trong cái trận đấu này là đánh được, nhất là để nhằm counter thẳng vào Light Stealer thì tôi tin rằng đây là một hero rất là tốt. Bao nhiêu ra cái cùng đợi xem đến với cái lượt pick thứ tư của các thành viên team B ở đây, Slada, Vengeful Spirit và tiếp tục đó là QWP dành cho Fata. Norm line up nó chẳng khác gì cái game đấu đầu tiên cả, thực sự là Norm chẳng khác gì luôn. QWP được pick như một hero có khả năng đi mid lát hit thi cùng với cả Shadow Fiend và không không sợ cho lắm những cái tình huống harass tới từ Ong Mơ Rai. Thôi thì cũng được nhỉ. Reserve time. Vâng, tiếp theo ở đây thì sao? Đối mặt với cả Queen of Pain, lượt pick còn lại. Vâng, thì nếu như bây giờ để Weaver chơi carry, carry trong trận đấu này. Weaver nghi ở đây là ở plan rồi. Ban vào Nick Assassin khi mà Bè Na'Vi họ nghĩ rằng Bè sẽ chơi Nick Assassin ở vị trí offlane và đẩy Slada đi chơi support vào cái lượt ban cuối cùng. Bè ban vào draw rất nhiều tay dài bên phía các thành viên của team Na'Vi và cái lượt pick cuối sẽ chơi vào Ace. Slada support rồi và Ace ở đây nhằm counter thẳng vào Weaver luôn. Vâng, Slada, Lightstealer, Ace cùng nhảy vào thì tôi không nghĩ rằng có thể thở nổi. Shadow Fiend không có một cái gì cover trong cái trận đấu này cả. Vâng, và bây giờ thì Upland hay là Carry pick con gì thì cũng không thể nào mà cover được. Na'Vi không P sớm được rồi. Cảm giác như cái line up Na'Vi pick họ đang rất là bị động, ngược hẳn so với cả cái line up của Be trong cái thời điểm hiện tại. Bây giờ muốn đi con Ace này thì buộc lòng phải chơi Weaver để chỉ Carry thì chắc là mới đi được. Chứ còn bây giờ để Weaver Upland thì rất khó bắt các thành viên của Na'Vi phải đẩy Weaver chơi ở vị trí carry rồi. Nhưng mà ở plan rồi phải chơi vào con nào đây? Đút thua. Vâng, Ursa dành cho Pycat để cào thẳng vào Light Stealer cũng như là Ace. Nhưng mà cũng chưa biết là mèo nào cắn mỉu nào đâu. Ursa gặp phải Vengeful Spirit cover từ đằng sau. Thêm nữa là Ursa bị Slada trừ giáp. Ủa nghe đã thấy sợ rồi. Ok, vâng, đánh giá luôn trong cái trận đấu này thì Be có thể công lane cũng như là Na'Vi thì cũng có thể là công lane luôn. Vâng, vớ vẩn bây giờ là Na'Vi họ sẽ để Weaver, Rubick, Ogmar ra đi công lane và Ursa solo với cả Ace thì sao nhỉ? Vả liên hội mồm luôn, nói nhiều. Vâng, và vâng, không nói nhiều về lá của cả hai đội nữa, chúng ta sẽ ngay lập tức đến với game đầu giữa Bè gặp Na'Vi, game đầu thứ hai trong khuôn khổ DAC và lại khu vực châu Âu. Và ở đây thì sao, một cái line up của Bè giống tới 4 hero ở trong cái trận trận đấu đầu tiên. Còn Na'Vi ở đây với cái sự xuất hiện của mới của Ursa cũng như là SF thì không biết là có thể làm nên cái trò chống gì không đây. Cá nhân tôi nhìn thì tôi đang thích cái line up của Bè hơn rất là nhiều, dễ vào, quan trọng là như vậy. Một Ursa mà lại còn gặp phải Ace ăn một cái chảm đầu thì cũng rất là khổ, thua. Và một cái con hero có một cái lượng dam cũng như là animation tốt như là QOP thì
chả sợ SF cho lắm. Nhất là khi không có aura của Drow trong cái trận đấu này thì chưa biết được. Và quan trọng hơn đấy là chúng ta đang nhắc đến một cái con Queen of Pain của Fata chứ không phải là ai khác. Đây rồi, một cái tình huống mà General di chuyển ra muốn cướp run đã bị phát hiện bởi Pedro ở đây. Như nào, các thứ tay giật. Nhưng ở đây thì sao? Đó là không KS được và General mất quá nửa bình máu trong tình huống tranh chấp này. Và Overdrive chủ động di chuyển ra mid trong cái giai đoạn creep đầu tiên để có thể là hỗ trợ cho Dandy rồi. Chắc creep là hay hơn tới từ vị trí của Dandy khi anh ấy câu được con bắn xa của đối phương. Ôi rồi có một cái tình huống ở đây harass thẳng vào người của thanh niên Overdrive, nhưng mà Slada thì cũng đang di chuyển ra đây rất là cục tình luôn. Ui gõ phối hợp deny rất là hay. Và vâng, Dandy liên tục bị deny còn thôi, mà Fata lát hit là có loại là căng đét luôn. Thế nhá, ở đây thì xào liên tục là xi lanh bơm tiêm các kiểu vào đầu của Dandy, và ngược lại có những cái tình huống mà sử dụng lửa thiêu cung A phòng đến từ Omerzai vào đầu của Fata để harass máu thôi. Ui ui, stun như này thì thở bằng cục cải luôn. Kèo này là kèo khó quá rồi, liên tục là bơm kim tiêm vào đầu của Dandy thôi. Và một cái kèo ở trên top nó rất là khó khăn dành cho Ace. Thực sự là như vậy. Đối mặt với một hero như là Ursa thì được, tuy nhiên tôi đánh giá cao là cái lượt ban Drow nó hay hơn rất là nhiều. Chấp nhận để đối phương chơi Ursa thôi. Ui ôi, dạng quả quay có là dã man từ phòng này. Tuy nhiên là vẫn ăn được con creep ở trên top này thì Ace cũng cứng với những general chơi liều di chuyển thẳng trong khu vực đai vào trong trụ của đối phương, ăn một stun và lại bị cấu mất quá nửa bình máu rồi, có lẽ là phải lùi về ăn giềng thôi. Vâng, hiện tại thì vẫn đang rất là hiền, hai đội không có bất kỳ một cái dấu hiệu di chuyển đi tìm nhau gì cả. Đơn giản chỉ là giữ len, lấy được một cái số creep tốt nhất có thể, hướng đến một cái mốc đó là level 6 cũng như là những cái giai đoạn sau để có thể là hướng đi đánh nhau hay là pê nhà của đối thủ. Vâng, đánh hay từ từ bài vơ ngăn cản Foray trong một cái tình huống mà kéo pull creep nhưng vẫn có hai con đi theo đấy. Ui, Slada lại bắt đầu là căng đét luôn, đưa ở dưới thì sao? General solo kill vào người của Lightstealer với cả răn đùa đàn. Nhưng vâng, Yapzo với cả Fata thì kết thúc được mạng của SF trong một cái tình huống mà tôi không biết là con này nó có sử dụng stun không nhỉ. Solo kill thì nghe nó hơi bị điều, chắc là vẫn phải có đánh đập một tí thôi. Vậy đã man luôn, một đổi một, nhưng mà quan trọng là upland của đối thủ ăn được mạng first blood. Thế là các thành viên của team mẹ phải cẩn thận rất là nhiều. Ngược lại thì Na'Vi, General anh ấy đang hoạt động rất là tốt ở dưới khu vực botland, đi ra ăn strike, nhặt được một cái DD và di chuyển vào bắn tới tấp vào vùng đối thủ luôn, gãy dã man. Nó ok, tí nữa thì mình sẽ có show fire recap dành cho anh em. Vâng, một cái tình huống mà có thêm của General di chuyển ra với cả Tsukuchi muốn ăn vào mạng của Fata nhưng mà không được rồi. Run in V, và ở đây thì sao? Để cho ai nhỉ? Ông General có lọ nên là bỏ đi roam đi ganh luôn đấy, giết kiến đúp. Vâng, General vẫn đang đứng ở đây, nhưng mà Fata thì có Blink. Cái stun của ông Mơ Dai cũng rất là khó, trừ phi là
bắt buộc là cái con kiến này nó phải băng trụ cơ thì mới giết được vào pha tài, nếu không thì khó cực kỳ luôn. Giáp Dô di chuyển lên, đúng tác giả muốn sơ tan sơ tiểu nhưng mà không được, quyết định là lùi về rồi. Navi mất rất là nhiều thời gian ở khu vực mid này để có thể cover cho Shadow Fiend. Pull hai bãi rất là nghệ thuật tới từ vị trí của Dandy ở mid. Anh ấy sẽ pull để tí nữa mắc bệnh có cải thiện sau thôi. Ôi, có một tình huống ở trên top mà tôi tin rằng bò for ray anh ấy hú thì chạy được. Tôi cứ tưởng là không có hú đi không. Bài cát băng trụ dậm slow và một hit cuối cùng. KS viết cái các kiểu kiểu luôn. Và đó là mạng dành cho Zubik trong một cái tình huống mà Ursa cầm cả giày cả Winlay, đó là giày phây nữa thì thôi. Thế nhá. Vâng, ở đây thì sao một cái tình huống mà Dandy không bị stun vào, đã bị stun và một hit cuối cùng của Fata thôi. Một cái tele của ai đó được sử dụng ra nhưng đã bỏ luôn ngay sau khi mà Dandy anh ấy nằm xuống. Pick SF từ lượt thứ 3 mà gặp phải cái Queen of Pain của Fata thì nghe nó kiểu hơi gãy. Thực sự là hơi gãy luôn. Nhưng ở đây thì sao, Zip chuyển vào trong. Yazzo thấy được Omerzai ở đây có tele ra tới từ Vengar Full Spirit. Và thậm chí là Fata cũng sẽ di chuyển ra đây. Vâng, thế nhá, một xin anh vào mồm này trước đã. Stun này xòe cái ăn mạng cho tình cảm. Chính xác là như vậy. Và đó là ba mạng liên tiếp dành cho Fata. Dude, what the fuck. Nhẹ nhàng đẩy xe hàng luôn. 9 lốp. Vâng, rất là cân cũng như là nó chưa có bất kỳ những cái động thái khác biệt gì ở trong cái trận đấu này. 3-2 sau gần 7 phút thi đấu. Và chưa có một cái bên nào phải nằm xuống cái trụ ngoài đầu tiên cả. Vâng, đơn giản chỉ là farm và đợi item thôi. Vâng, ở trên top này có một cái tình huống mà foray. Và không, đó là Yazzo với một cái tình huống stun 2. Và xua luôn, đó là hú 2, thổi 2. Nhưng ở đây thì Pycat chạy rất là nhanh. Tôi nghĩ là cái thành viên của BE không quất tâm phong rút. No, what the hell. Nhưng ở đây thì sao, Yazzo vui quá rồi. Ok, gậy dã man luôn. Thậm chí là Fata anh ấy bỏ đi luôn. Chính xác như vậy làm gì có mana. Ôi, không hiểu ý nhau rồi. Đang tự nhiên bảo là ăn một mạng thì là lên cống cho con. Thề vậy dã man luôn, ra không hiểu ý. Và nếu như là Light Stealer anh ấy không cẩn thận ở dưới boss này thì hoàn toàn General có thể solo kill được. Mất quá nửa bình rồi. Power trip dành cho POP và anh ấy sẽ hướng không từ từ nào trên top lên foray. Buộc lòng phải sử dụng stick. Có cả hú ở đây nữa. Đốt để có thể chạy nhanh hơn nhưng bị giữ lại ở đây rồi. Gõ về cơ bản là đau và tôi tin rằng sẽ đủ đàn, đúng là như vậy rồi. Một cái fade boss của Rubik và say bye to foray. Gậy nha. 8 phút là tỷ số đang là 2-4. Mỗi đội một con 4. Vâng, hơi bị đau khổ ở mid thì hiện tại Dandy di chuyển trong khu vực rừng này. Vậy việc các kiểu thôi, nhưng foray ở đây thì sao, sử dụng hú rồi. Và ở đây thì Pycat không quyết định là lao lên, có quyết định là lao lên. Thế nhá, nhưng không, đơn giản chỉ là dẫm yêu một cái thôi rồi là lùi về. Muốn câu một cái tele ra đây mà, nhưng mà no. Vâng, General dưới boss thì vẫn đang đánh rất là hay, đủ gần như là tất cả những cái độ cơ bản rồi. Và hiện tại thì đang có pause game tới từ, vâng, không biết là bị làm sao cả, nhưng mà ok, let's go, tiếp tục đuổi theo ở đây đi. Chênh lệch về kinh nghiệm cũng như là network như các bạn đang nhìn thấy là đang nghiêng về phía các thành viên của team Navi. À đâu, của Be chứ, tôi nói nhầm, của Be đang hơn so với thành viên của team Navi. Vâng, chủ động harass vào người của Dandy ở đây. Nhưng mà ôi dồi ôi, vẫn cứ là đuổi lên như này luôn. Vâng, Fata anh ấy có infill, không có infill, Rainbow vẫn cứ là đứng bắn được không biết này luôn. Ui, trêu người dã man luôn đấy. Fata muốn Blink lên đây để giết người á. À không, thôi thì đó là một cái người ở mid này thôi. Nhưng Fata quyết định là không lên. Anh ấy không liều. Ôi dồi ôi, các cái thành viên của team Bay họ làm gì đến đây. Thực sự là
phát ra anh ấy đánh rất là hay, anh ấy hiểu và anh ấy Blink vào là anh ấy toang luôn. Không đủ mana để combo cả Scream cả Way này, và Blink vào thì là chết này. Liên định là không vào nó là cực kỳ chính xác, và đồng đội thì lại đang làm tan cái suy nghĩ của Fata. Họ cứ lao ra họ phít phiểng các kiểu kiểu rồi, đùa gậy dã man luôn. Vâng, SF bây giờ sẽ là một cái con SF đứng farm rừng rồi, nhưng mà không sao cả. Farm rừng mà creep nhiều như thế này thì thở một cục cải. Vâng, kiến kiểng bắn rất là đau. Và ở đây thì sao, sẽ là rất lâu nữa cho một cái amulet của Lightstealer. Dandy chủ động di chuyển lên trên top này. Mắc sâu đến nơi rồi, ừ thì làm sao đây. Ôi, thu phục luôn để có thể là pê trụ. Xa lựa chọn món đồ đầu tiên là một cái trống. Vâng, ok, và tôi tin rằng Na'Vi họ sẽ có cái trụ này thôi. Đép bằng cái kiểu gì? Ace chưa có Blink, Lightstealer chưa đồ. Không, nhưng mà thực sự là bè họ đép thật đấy. Khi mà ở đây, uầy. Nhưng mà cái con thôi xong rồi. Con này nó mà đi thì tôi không tơ ở được rồi. Mấy cái ông Na'Vi này đã phải lùi về trong một con kia. VS Watt con Slada này. Cái cu cải gì đấy, nhưng ở đằng sau, ở hậu môn, hậu phương nhầm, không phải hậu môn. Vâng, ba thành viên của bè có được mạng của Ogmer dài. Nhưng tôi vẫn đang thắc mắc cái hành động của ông VS. Ông ấy làm gì đây, thề luôn. Slada lao lên, VS Swap Slada. Thua. Vâng, cướp được ở đây đó là một cái stun của Slada, các thành viên của Na'Vi. Rất là may mắn cái tình huống trên top chỉ là nằm xuống mạng của Ogmerzai mà thôi. Vâng, chủ động các thành viên của team Na'Vi họ đang smoke xuống dưới cái khu vực bot lane này. Nhưng mà Foray rất là tỉnh táo lùi về khi mà 600 nữa anh sẽ có Blink rồi. Vâng, focus vào người của Paket, nhưng đơn giản là câu được hai tele, một tới từ Beaver và một tới từ SF đã bỏ tele đi rồi. Vâng, như ở đây thì sao, General như là bị hú vào không được rồi. Một tình huống swap hay tới từ VS, nối tiếp một stun của Yapzo. Nhưng ở đây thì sao, Lightstealer đang chui trong người của Fata. Bết là cái chắc rồi, bết thật rồi. Thế nào, và ở đây thì Dandy nằm xuống. Một thổi, bài K8 lại buộc lòng phải active ulti lên. Nhưng ở đây thì sao, sẽ có một cái tình huống stun tới từ Yapzo. Không, đó là stun tới từ không ai cả. Có vẻ như không đủ mana rồi. Các thành viên của Be họ lùi về khi giết được Dandy. Bết hay từ Fata. Nhưng ở dưới này thì Foray, anh ấy vui quá rồi, vui quá thì nằm xuống thế nhá. Giúp, giúp nào, giúp, ui, đút what the fuck. Nhưng ở đây thì Foray không đốt được, bọ ra, không cần đến bọ luôn. Cơn mưa ngang qua và vâng, Foray đi xa. Sắp có Blink rồi nhưng đánh rất lào. Những cái con hero như này đi đùa với cả một cái con hero. Ấn một nút W mất 60 mana nhưng mà gây ra được một lượng đam là 120. Thời gian cooldown thì là 5 giây, đuột thêm gãy dã man của hero luôn. 6 giây cooldown, vâng. Vâng, Fata tí thì ăn combo vảy viểng thì chết, nhưng mà không sao. Lùi về rồi, đã có một cái vibe of Discord rồi. Hướng đến tiếp theo là một cái Orchid of Mavillon. Vâng. Cảm giác như là cái thời điểm hiện tại thì ok, lag, wait me, dude, what the fuck, và ok rồi. Vâng, cảm giác như là cái giây phút hiện tại các thành viên của team B họ cần phải đi ăn trụ đi. Nhưng mà trong khu vực Roshan thì đó là Aegis of Immortal dành cho Ursa Warriors. Đã có cho mình đủ tiền để mua Blink Dagger rồi.
Vâng, và hiện tại thì Navi họ sẽ là cái đội chủ động đi tìm bè trước với cái lượng đồ cực nhiều của Ursa Warriors. Dùng hết tất cả skill thì may ra mới giết được con Ursa này. Nhưng hiện tại thì anh ấy lại có Aegis of Immortal, thế nên là cái thế trận hiện tại đang nghiêng về Navi trong cái công cuộc đánh nhau rồi. Vâng, để gỡ lại một chút về cái điều này thì Ace hoàn thành cho mình xong ở đây, đó là cái Blink Dagger Fata nhìn được General ở đây. Không làm gì cả. Vâng, Weaver của General tăng skill rất là buồn cười. Dù là anh ấy tưởng, ôi giời ơi, giáp thú khó blink nhưng đút và đây thì sao, Foray đánh rất là mất dậy luôn và sự tele về, nhưng mà giáp rồi cũng tele về, tôi nghĩ là sẽ tele được. Yeah, chính xác là như vậy rồi. Ui, blink tại chỗ luôn, giáp a xe. Sau đây là Mỹ bướm à. Không nhá, nhưng mà tôi phải nói thật là từ từ đã nào, một cái tình huống mà VS bị Focus chết ở trong này rồi và ăn đen đi có được mạng các thành viên của. Ôi ôi, còn như Foray rút vẫn ở đây thì đó là rất tỉnh táo từ Lightstealer, anh ấy chưa ra bởi biết rằng ơ ra rồi á. Ra rồi thì thôi, ra rồi thì đi ngủ, nhưng còn ra rồi là phát nữa đi chết bạn ơi. Thế nhá. Vâng, Navi họ lùi về. Tôi đang nói dở là rất là may mắn vừa nãy một cái tình huống mà Foray anh ấy côn chưa. Chứ tôi nói thật mà ở trên top đấy là côn trúng là hai ông nằm xuống rồi. Nếu côn trượt thế là hai ông về kịp. Côn trúng một phát là sẽ counter ganh vào mồm luôn đấy. Thì thoảng là kiểu chỉ cần son son một tí như thế thôi là cục diện trận đầu nó đang rất là khác rồi. Ra rồi thì chả đi ngủ nữa kìa, các ông buồn cười nên sẽ ra rồi, các ông định làm gì? Vâng, đùa chưa, đưa quay trở lại trận đấu thì có vẻ như thành viên của Navi muốn ăn một Fata nhưng mà tỉnh cực kỳ luôn. Chớ nhìn thấy cái hiệu ứng Sushi vào người của Creep thôi là ngay lập tức Fata cái blink đi. Vâng, ở đây thì sao? Tôi tin rằng Lightstealer anh ấy đã mất hoàn toàn niềm tin vào Ace rồi. Và ở đây thì vâng, vừa nói xong đúng là mất niềm tin thật. Khi mà Slada, ngay khi anh ấy có được cho mình cái Blink Dagger là chui một người Slada luôn. Và ở đây thì sao? Di chuyển trong khu vực. Vâng, đây rồi, một cái tình huống đoan hậu. Nhưng ở đây thì sao? Navi chủ động vào trước và có vẻ như ôi, ulti đẹp quá tới từ vị trí của Queen of Pain. Giết được cả Rubik cũng như là Omerzai, chỉ trả giá bằng của Ace thôi. Nhưng ở đây thì sao? Đó là Lightstealer bị Focus vào ở đằng hậu môn. Nhưng không phải rồi, lùi về và đó là Queen of Pain của Fata. Là thì trụ Lightstealer Active Grey của mình lên. Một cái tình huống ganh này nó sẽ kết thúc ở đây thôi. Một đổi hai, Ace vẫn là người gãy, gãy dã man luôn. Không phải là gãy bình thường rồi, gãy phát này đúng kiểu cạch luôn đấy. Đùa, không có gì để bẻ ở đây cho anh em nghe thử để đúng cái cảm giác là gãy cạch nó là như thế nào luôn. Vâng, 98 rồi, một kill nữa rồi và tôi tin rằng Navi sẽ ăn 10 kill. Nhìn giống hết là mấy cái ông gấu ghiểm này mới lập team, thiếu tiền các thứ là phải bán đi một tí lắm để gọi là cải thiện lắm cực kỳ luôn. Khi mà ở đây 10 kill sẽ có hay không khi ở trên top Osaurus không còn mana nữa và sẽ bị stun bởi giáp rồi, nhưng không, Pycat lùi về rồi. Úi ơi, có một cái ward ở đây của Navi hay quá, cứu 10 kill cho bet thủ và nó vẫn cứ là hồi hộp cực kỳ luôn đấy. Vâng, ở đây thì có vẻ như là Navi họ rất là tâm lý, họ đang muốn chiều bét thủ rồi. Có một cái tình huống mà smoke 3 người ở trong khu vực midland này,
Nhưng ở đây thì sao? Đi tiếp sẽ đối mặt gặp phải VS và bonus thêm vào pha tả ở đây nữa. Giết được một mạng thì không 10 kill được rồi bạn ơi. Đó mới chỉ là 9 kill thôi. Nhưng ở đây thì sao? Các thành viên của B họ di chuyển ra nhưng đó chỉ là một cái tele thôi. 9 đều rồi. Tổng tỷ số hiện tại sau 20 phút thi đấu thì nó lại là 29. Mỗi đội một con 9 và ông nào mới là ông 10 áp cụ đây. Vâng, hiện tại thì cả hai đội đều đang om 9 rồi. Bắt đầu là kiểu bóng to. Ôi, ăn gà như thế này có được tính là một mạng không? Khi mà Fata vừa ăn mạng rồi, gậy dã man luôn. Cầm luôn cho mình ở đây là một cái o chip. Đúng nghĩa là hai đội bây giờ đang om 9 đấy. Vâng, ông Navi này thì đang om bóng to rồi. Còn đấy, Bè Biển thì đang ôm bóng bé. Và rất giống như là đây, Bè Biển là đang ôm bóng mà tôi thề là tôi đang nhìn thấy dấu hiệu của một chân rồi đấy. Một chân mà lại còn đen xì luôn. Tôi thề không tới được rồi. Navi 10 áp cụ. Thua. Vâng, ở đây thì sao? Các thành viên của Bèo đang muốn o 10 ác cụ trong phát này rồi. Nếu như mà gặp thì úi rồi, Fata bết. Fata Blink ra rất là 9x lộ hàng luôn. Nhưng ở đây thì sao? Chỉ có Rubik cũng như là General thôi. Không thở được Phạm Quỳnh Anh. Ủi, cơn mưa ngang qua đi vào đây. Ta nhìn thấy nhau một phát thôi nhá. Thì thế nhá, có tiếng rồi. Tao ngửi thấy có mùi gì đó. Ôi, bỏ tên nên luôn, đút what the fuck. Nhưng ở đây thì sao? Các thành viên của Navi họ muốn đánh nhau trong cái tình huống này rồi. Nên là Rubik mới bỏ tên lê. Om 10 áp cụ nào. Di chuyển vào đây một tí thôi. Côn một cái vui thôi vậy. Côn vui một cái thôi. Thế ấn nhầm nút thì sao? Chưa bao giờ hồi hộp như này. Ok, lùi về rồi các bạn ơi. Nhưng ở đây thì Fata đang ở luôn. Đứng một mình luôn. Ui, chô bài này. Vậy đấy, con kiến này bị lộ hàng rồi. Ui, lại lát. Cày dã man luôn. Đấy rồi, Fata nhìn được. Hãy nhớ là Fata có o chip. Nhưng không. Đủ mình chiếc Fata lên ở đây. Tôi bảo rồi mà. Tôi rất giống là Navi đang o 10 áp cụ trong cái tình huống này. Không được rồi. Ơ kìa, bởi mình theo có chết, có chết. Ui, và nó là 10 kill đánh cho B khi mà Line Stealer giết được bạn của Overdrive trước. Đùa, đùa, gãy dã man luôn đấy. Giết fucking Queen of Pain, gãy dã man. Thề với các bạn là đúng kiểu là om 3 cây, om 10 áp cụ luôn đấy. Vâng, cuối cùng thì vâng, vẫn là 10 đều thôi. Nhưng mà ở đây thì sao? Ace được trang bị lên cho mình ở đây là một cái giáp pha. Vâng, ở đây có một cái tình huống mà lại là côn trượt. Côn trượt này. Và ở đây thì là côn trượt nhưng không bật giáp phản tán độ là cái chắc luôn rồi. Ui, thề luôn. Và ở đây thì sao? Light Stealer đang bị bọ cắn. Thế nhá, một tình huống mà Rubik chủ động blink lên. Chết luôn trong vòng 1 giây. Và đó là Light Stealer phải nằm xuống. Ủa, thề con chó lại. Cày dã man luôn. Thề, ui. Giết đút, đánh à xe, bị bướm rồi. Foray cái củ cải thì thế. Cày dã man luôn. Vâng, ui thề, ui độc tác giả bờ linh đi luôn, ok. Vâng, như vậy thì sao? Osiris hoàn thành cho mình một cái Aghanim Scepter. Khó giết quá rồi. Vâng, chúng ta sẽ phải như nào đấy, trông cảm giác như là chấp người nhỉ. Ace này gãy gập rồi, Dandy hoàn thành mình một cái Manta Style sau Dragonlance. Vâng, một cái lối chơi chuẩn bài của Weaver thôi, Lincoln thôi rồi là Diffuser Blade. Hiện tại châu thì đủ châu và bắn thì cũng là đau, lại còn có díu nữa rồi. Tiếp theo Weaver sẽ lên cho mình một cái IF Scuddy để counter lại Light Stealer thôi. Lại còn có thêm một cái lượng máu để là chống chịu trước Ace, Slada và rất nhiều sát thương tới từ Bè. Vâng, Dandy thì cũng sẽ là một cái IF Scuddy. Vâng, bây giờ chuẩn bài nó là IF Scuddy thôi. Từ Weaver cho đến là SF. Một cái món đồ counter lại Light Stealer rất là tốt. Và nếu như không có Light Stealer thì vâng, Bè đỡ bằng cái củ cải gì đây. Chúng ta vẫn chưa bàn đến một cái con gấu điên đã cầm cho mình đến 3 item ở phút thứ 24 rồi.
Vâng, rất kịp thời. Hiện tại QNP hoàn thành cho mình một cái giáp phản với cái lượng máu là 1420 nếu để chít strength. Vâng, ở đây có một cái tình huống smoke 5 người tới thì các thành viên của bè di chuyển trong khu vực shrine trên top trong rừng của đối phương, và nếu đi tiếp thì cũng sẽ chẳng bắt gặp được nổi ai được cả, khi mà ở đây vẫn có một cái con đệ của Pyket được cử ra. Và ở đây thì sao, rất giống như là ôi có tên này, có tên này, nhìn thấy tên này chưa? Không, các thành viên của bè họ phải lùi về đã. Và đây thì sao, ok mắt mũi đâu đi smoke như cái các thứ ấy bạn, rồi để lại một cái mắt tàng hình đi về gãy dã man luôn. Vâng, ở đây thì sao, một cái tình huống mà bé có mắt cảm giác rồi nhưng rất nhanh tay tân tư giáp rồi anh ấy blink về. Vâng, nếu không thì đi cả bố cả con ở nhau cái khu vực này thì là gãy dã man luôn, nhưng không sao cả, di chuyển trong khu vực Roshan, các thành viên của Na'Vi tiếp tục là Beaver thì đã cướp được cho mình một cái Amplidam của Slada rồi, Corrosive Haze. Vâng, Aegis of Immortan mình cho con nuôi của Lan Rui, gấu kiểm các kiểu nhá. Vâng, đối mặt với cả một hero như Ursa Warrior SF cũng như là Weaver, Slada vẫn giữ cái lối lên đồ quen thuộc, anh ấy hướng đến cho mình ở đây đó là một cả không đã. Đó là stun vào người của Dendi, đánh phát nữa sự stun tiếp này. Ôi có một cái tình huống Medic Swap đem để stun người của Dendi nhưng mà không được rồi. Nhưng mà Dendi anh ấy active Manta để có thể là bỏ cái khẩu lệnh stun của Vengeful Spirit. Vâng, ở phút thứ 26 thì hiện tại nó vẫn đang là cân quá, các thành viên của Na'Vi sẽ có được cái chút tốt này rồi. Aegis of Immortal nó gần như là một cái món đồ rất là mất cân bằng ở cái giai đoạn này. Và các thành viên của BE chỉ đổi được cái trụ một ở cái boss này thôi. Na'Vi tiến thẳng vào trong khu vực nhà của đối phương luôn, không dừng lại với những cái tình huống Blink Dagger thẳng vào nhà của mình. Máu bị harass gần quá nửa rồi. Và ở đây thì Foray muốn nhảy vào, không có một cái tình huống gì đấy ở đây. Có cô và người của General rồi, bật giáp phản lên. Nhưng ở đây thì sao, General sẽ bị Focus chết, chính xác là như vậy rồi. Ulti hay tới từ Fata, Ulti hay tới từ Dendi, các thành viên của BE bỏ chạy, chưa ai phải chết cả, không ai phải chết cả. Nhưng ở đây thì Fata tiếp tục lùi kéo, níu kéo đuổi theo. Vâng, bóng của Dendi giết được Yapzo bằng một cách gì đấy tôi không hiểu nữa và thua. Vâng, SF đã hoàn thành cho mình một cái Hurricane Pie rồi. Càng đánh thì các thành viên của bè họ lại càng không có cửa, một đều thôi, gãy dã man luôn. Vâng, Ursa Warrior 5 đồ, búa bát đã được trang bị dành cho Ursa. Vâng, lên top này nếu như là Lifestealer thì liều mạng thì chắc là vả liên hội mồm luôn. Mà QNP cũng phá tà, nó vẫn làm cái thế lực dưới rất là kinh khủng. Các bạn nhìn này, nhìn lượng network mà xe 14.200 mà còn farm nhanh hơn cả SF luôn. Giết QOP 2.700 tiền cho một cái không từ nữa nào. General chết chặt ở đây rồi, không thở được, và mạng dành cho Lifestealer. Trốn lùi ở trong cái khu vực rừng và bị phát hiện ra và chết rất là nhanh. Vâng, các thành viên của BE không có dấu hiệu dừng lại đâu, khi mà ở đây thì
Vâng, có mắt ra đến từ thành viên của Bay ở cái khu vực này, nhìn thấy được phòng mơ sai rồi, phát hiện được ra vị trí các thành viên của team Navi rồi. Đánh nào, săn ba người đây, đó là hai người thôi. Nhưng ở đây thì sao, Rubik nằm xuống dành cho một giây, Dandy bị đẩy lên trên, tự phóng bị xuống dưới, Fata bật sát phản đứng im ở đây. Pycat gồng ulti ra từ Dandy, mất quá nửa bình máu rồi, con bác rất loạn ở đây. Forest bật sát phản, Dandy đứng im bắn vào người của Yatzo, ulti từ của Fata, Ormuzai nằm xuống. Và tiếp theo thì sao, ba thành viên của Navi phải nằm xuống rồi, Dandy bị stun vào. Và thế nhá, nằm xuống này, boom, và đó là bốn thành viên của Navi đã phải nằm xuống trong một tình huống mà không có một cái lý do gì để Navi họ thắng được cả. Mất một người không có tầm nhìn, Be có tầm nhìn, chủ động lao vào săn trước, kết thúc luôn một support của đối thủ. Và đa 3 đánh 5 thì tôi cũng không nghĩ là có thể thắng được, thắng bằng cái tao rồi. Ok, ta sẽ chờ đợi, không biết là cái vấn đề gì đang xảy ra đây. Em nghe anh ơi. Ôi mà là đi bước chân á. Ok man. Theo tôi thì những cái người rapper đó là những người rapper không chân chính. Họ đã nghĩ sai về cái văn hóa hip hop. Rap không có nghĩa phải bận. Tôi nghĩ là mình là những cái thanh niên trẻ tuổi thì nên có những cái bài hát có nội dung trong sáng và lành mạnh. Có như vậy thì mọi người mới hiểu đúng về và hiểu đúng và quan niệm đúng về cái nghệ thuật hip hop. Em nghe anh ơi. Ôi đi mẹ là đi bút cần á. Ok man. Lâu thế nhỉ? Và ngay lập tức thì game đấu đầu đi connect lại rồi, một vả thẳng vào đầu của Lightstealer. Có luôn ở đây là một cái tình huống hú tin từ Pycat rồi. Lightstealer bị Blink vào vả cho đến chết luôn, và bát như này thì thở bằng con củ cải à. Một tình huống di chuyển ra từ Ford này, một đầu đá trước mắt là một đầu đá, một đầu đá chính xác là như vậy rồi. Yazo muốn stun ở đây, Yazo có stun được hay không? Blink đúng là như thế rồi, và Pycat what a player. Vâng, Blink theo sai lần nữa thì tao không nói đấy, làm gì nhau cày dã man luôn. Vâng, cuối cùng thì Pycat ở đây anh ấy vẫn không chạy được rồi. Và ở đây thì Beaver di chuyển ra cướp được một cái gì đó, chỉ là một cái trừ giáp thôi, nhưng Pycat vẫn phải chết. Đuổi theo ở đây thì Beaver ăn một cái swap cũng như là một cái xì lành, và đó là Godlike và double kill để cho Fata. Ui, Queen of Pain đánh như này thật luôn đấy. Ok man, đã có đủ tiền để mua cho mình một cái Octarine Core rồi. Ulti được giảm cooldown tới từ một cái gậy xanh thì chắc là bây giờ vẫn sẽ lên cho mình một cái gậy xanh, mình nghĩ nó là chuẩn man rồi. Liên hoàn thổi thì nó là không trượt phát nào luôn. Chưa cần đến gậy xanh thì cái thời gian cooldown hiện tại đã được giảm thời gian xuống còn 90 giây rồi. Và cooldown 25% tới từ Octarine Core và 12% tới từ Talon Tree. Ừ,
Vâng, thế chất 17, 14 vẫn rất là cân. Chúng ta có thể nhìn xe, chênh lệch với XP nó gần như là không đáng kể. Và chênh lệch với Network nó chỉ là gần 5.000 nghiêng về phía các thành viên của Team Bear mà thôi. 5.000 nó không phải là một con số lớn. Nhất là với cái lineup hiện tại của cả hai team như thế này, thì tôi nghĩ rằng đơn giản chỉ là đánh hay thôi. Bear có một chút lợi thế khi ở đây anh họ đang có một con Queen of Pain không những đánh hay mà lại còn nhiều đồ. Và cái yếu điểm của họ là đang có một con Ace hơi gãy một tí, Lifestealer thì cũng không phát huy được nhiều lắm tác dụng. Còn các thành viên của Navi thì vẫn đang đo. Đây có một cái tình huống mà Lifestealer bật Ray lên lùi về rồi. Có chui luôn một người của Yapzo để chuẩn bị cho một cái tình huống đánh nhau. Và ở đây Navi sử dụng mốc. Họ đang có một con Ursa Varus đánh rất là hay. Vâng, ở đây thì cụ chủ động di chuyển ra, nhưng ở đây thì sao, có nhóc một người của Yapzo rồi, sẽ chết con Lifestealer này ở trong đấy. Ui, bị đánh bát Yapzo, săn được vào hai người nhưng không chạy được rồi. Và đơn giản ở đây chỉ là giết được cái con Slada này thôi. Ui, sơ bát làm gì đấy, điên dã man luôn. Chúng ta cùng điểm qua về cái lượng đồ hiện tại của cả hai đội. Vâng, Fata thì vẫn cứ là bốn đồ siêu to rồi, VS thì AK rồi, về với cái đẩy chưa có cái gì cả. Có một cái que thử thai, Mythic Staff, Slada có cho mình ở đây là một cái Solar Crest rồi, hỗ trợ cho bất kỳ một hero nào bị Ursa Varus vả vào. Lifestealer thì đang hướng đến một cái búa bát chưa có, nhưng mà anh ấy thì lại đã có giáp cuối rồi, thế nên rất là giàu. Về phía của Ace sau giáp phản hoàn thành thêm cho mình được một cái lốc thôi. Hướng đến tiếp theo là lên một cái Shiva, Ursa như đã đề cập. Sau vậy xanh mới cầm thêm cho mình một cái bù bát. SF của Dandy thì đang hướng đến một cái giáp cuối rồi. Orc mơ dài có gậy đẩy cũng như là có một cái Medallion. Về phía của Rubik đã có Berlin dày mana. General thì sau cái Defu thì cũng đã có thêm cho mình một cái Yasha ở đây rồi. Vâng, Fata tiếp theo hướng đến cho mình sẽ là một cái búa xét. Thật là như thế luôn đấy. Vâng, một cái búa xét để chủ động đẩy lên đi rát chăng. Level 25 tôi nghĩ vẫn là 70% spell lifesteal rồi. Một cái talent tree combo rất là khỏe để cho Queen of Pain. Đây là một con hero thông minh sẵn rồi, cho nên lấy 35 thông minh thì chỉ có là chơi được bắn tay cần đam thôi. Còn nhưng mà thật ra thì tôi vẫn sẽ lấy 70% spell lifesteal. Búa set 2 mà lại còn bắn set, bắn thường ra set lại còn hồi máu thì nó là chuẩn men luôn rồi. Món đồ lựa chọn tiếp theo của Queen of Pain rất là hay. Và cuối cùng thì tôi vẫn nghĩ rằng anh ấy nên bán cái vào Discord của mình để trang bị một cái Aghanim Scepter. Cooldown ulti của Queen of Pain được giảm, đánh rất là sướng. Vâng, và Queen of Pain đã sắp đủ búa set 2, đủ rồi ý. Gãy dã man luôn, 300 tiền nữa thôi, 500 tiền nữa thôi. Vâng, SF của Dandy có cho mình ở đây là một cái Blink Dagger để chủ động Blink và Require mập sâu. Bear smoke 5 người trong khu vực Roshan này. Đây rồi, mắt đã được cắm ra, biết được Navi đang ở đây. Và Yapzo chủ động lao lên, có một cái tình huống ở đây. Ok. Thế hồn lỡ xa vào đôi mắt em không được rồi. Chỉ đích lộ hàng mà lùi về thôi. Và ta cứ thế mà đi đẩy lên như thế này thôi. Đánh về các bạn rất là căng luôn. Nó chủ động Blink thẳng vào khu vực Roshan luôn. Và tôi nghĩ rằng Navi họ sẽ ăn được con Roshan này. Họ sẽ ăn được. Không. Ăn được rồi. Vâng. À, đây có một tình huống đơn giản chỉ là đổi Aegis. Ok, Fata là cụ cả gì đây, bất cả giáp phản nữa nhưng mà không được rồi. Fata ơi, Blink đi nào, Blink đi rồi, quay lại thổi một cái ulti hay là như nào đây. Genero sử dụng Time Squawk là hay, né các kiểu luôn, nhưng ở đâu đó thì Foray chặn được vào đầu, giết được
Dendy lấy được Aegis Immortal rồi, chỉ còn 3 người thôi. Và ở đây thì Weaver phải nằm xuống, giết được Lightning không? Không được, Foray cứu người đồng đội của mình, Pycap bị hú lắm. Và ở đây thì Dendy đang bị quét vào, nhưng có lẽ là thành viên của BBBBBB họ muốn đẩy vào Dendy không? Và ở đây thì sao Pycap chủ động lao vào này á? Ồ, thế nhớ, thế à, làm tí cho đỡ bí mình ơi. Và Pycap phải nằm xuống trong vòng 1 giây, câu thêm được một cái buyback ra của Rubik ư như làm thao. Và đó là một cái tình huống tính ra để Na'Vi có được 5 mạng. Chỉ có LF sống thôi, nhưng mà anh ấy cũng bị mất đi Aegis of Immortal rồi. Vâng, như đã nói thì thực sự tôi không nghĩ là cái combo Light Stealer Slada nó là một cái combo dễ đối phó. Đúng như đó là cái giai đoạn đầu game luôn. Thì bây giờ mà nhảy vào rồi, các thành viên của Bae nhảy vào thì Na'Vi có cái gì mà cover? Không có gì cả. Queen of Pain chưa thèm cầm cho mình cái búa set 2 vào người, nhưng hiện tại thì đang cầm thêm 3.000 tiền rồi. Thề đây người ta gọi là chiết tiền chứ không phải gọi là farm nữa. 25.000 network hơn Shadow Fiend tới 7.000. Gãy dã man luôn. Vâng, hướng đến tiếp theo cho mình là một cái hack rồi. Chơi có đôi phần nó là nửa chim nửa bướm, nhưng mà không thao cả. Vâng, hút máu phép xong lại còn là búa xét hài, tức búa búa xét vào người các kiểu, bật giáp phản lên. Các bạn có tin là con Queen of Pain này bị đánh vào người vớ vẩn là nó lên máu không, chứ không phải là tụt máu nữa đâu. Vâng, Na'Vi buộc lòng nó phải mua gem rồi. Vâng, đừng bảo với tôi là lại đôi trứng ở trong cái trận đấu này thì lại quá dã man quá. LF Asalcras, ok man. Đấy thì tôi đã bảo mà, chưa cần tính đến cái skill của con Queen of Pain nó đang có đâu. Bây giờ con Queen of Pain nó vào combat nó tự búp búa xét vào người này, bật veo này, xong rồi tự bật giáp phản lên, ấn H ở một chỗ thì tôi nghĩ là các thành viên của Na'Vi. Trừ cái trường hợp mà con Ursa nó vào đau quá thôi, chứ còn bốn người còn lại dồn đam mà vớ vẩn là Queen of Pain lên máu, chứ không phải là Queen of Pain mất máu nữa. Vâng, và đúng kiểu là đang ít máu thổ ulti một cái reset lại từ đầu luôn, mà GG well play. Vâng, con Queen of Pain này thì tôi nghĩ là suy cho cùng anh ấy vẫn cần một cái giáp phản. À quên, vẫn cần một cái refresher. Blink và bật búa xét bật giáp phản. Đấy, bị đánh cái thời gian này sẽ không bị đánh. Và đến lúc bị đánh rồi thì thả ulti một cái hồi máu từ từ đã nào. Ở đây có một cái tình huống mà Romano bị focus vào. Ở đây nó có cả stun các kiểu bắn xét cho giật cho đến chết luôn. Godline cho Vata. Vâng, still going luôn. Ở đây có một cái tình huống nghe thấy có cái tiếng nhập vào của Light Stealer, nhưng ở đây thì Beaver bị nhìn thấy không có gì xảy ra cả. Và đơn giản là Fata bỏ nút lùi luôn. Vâng, đang nói dở. Vâng, Queen of Pain và con bát đấy, hết máu, ulti cái đầy máu, hết máu tiếp, refresh off, bật ra phản, búa xét lên, ulti lần nữa, vâng, khóc thêm lần nữa luôn. Vâng, Pycat ở đây, tình huống focus vào Fata nhưng có đẩy đi. Fata bật giáp phản, nhìn cái đồng đô lên máu của con Queen of Pain này kìa. Bật giáp phản lên cắt đầy máu luôn, đùa thề. Nhưng ở đây thì sao, một cái tình huống mà đến Pycat anh ấy giết được vào Vengeful Full Spirit rồi. Nhưng ở đây thì chủ động stun vào, cũng như là bơi đến tới từ Light Stealer và say bye thì đi vất nút. Thùa. Bật giáp phản phát đầy máu. Đùa. Buồn cười lắm man rồi đấy hero. Vâng, một Queen of Pain ngay lập tức là về nhà bán Chaco để lên luôn cho mình một đôi thượng đình rồi. Dây bay cho Queen of Pain.
Thua. Thậm chí là anh còn chưa phải hack hiểm gì cả. Có hack rồi hay sao ấy? Đang cầm hack ra hay sao ấy? Làm chủ đọc focus là người của Dandy, say bye. Bóng pha tha bỏ nút lùi luôn. Đấy nhá, ui thật là bờ linh như này á, lại bật giáp phản đây lại đầy máu này, thề ui. Nhưng ở đây thì không ai đánh pha tha cả. Nhưng giật xét thì ui nhìn cái tốc độ hồi máu kìa, ui xét một phát mà nhìn hồi máu kìa. Ok, game đầu kết thúc nào, ra làm 1000 trận win the pain, let's go guys. Dark Hero. Mười bốn không quy luật về. Vâng, chủ động focus vào người của General ở đây nhưng mà không có game hay là gì cả. Ở đâu đó thì có một cái tình huống mà Foray lốc được con Slada này lên, buộc lòng phải sử dụng ulti rồi. Và các thành viên của B họ tiếp tục chase tail nhưng mà thôi bỏ. Vâng, Silent mọi người của General rồi, có Silent rồi, côn là hay, đã chuẩn bị cho con đây. Một chảm nhưng không cần, đó là 15 mạng dành cho Fata. Beyond Godlike ở trong Dota 2 và ở trong Horn thì tôi gọi nó là Immortal. Và ở đây thì sao, Beaver Blink đi, Fata bật giáp phản, không bị đánh nữa luôn. Giỏi đánh đi, lên máu 100%. Và bây giờ thì giáp phản cooldown xong trong vòng 1 giây. Tiếp tục Blink lên tiếp này, là không được rồi, không được cơm đau. Ủa ơi, thổi một phát thổi phun máu này, không được rồi, chưa phun. Nhưng bây giờ thì sao, đó là tự búng chanh vào người, chưa thể núp bay bách ra. Và các thành viên của Na'Vi ở đây, họ bị chết mất armor dài. Hai core hero thì bị còn đỏ máu quá. Pyket nằm xuống đầu tiên, đã phải bay bách ra. Queen of Pain đang tê lên. Và ở đâu đó thì sao, không phải là tê lên, Queen of Pain đi bộ lên. Và Lifestealer không được cái sự hỗ trợ tới từ người bạn của mình, nằm xuống. Năm thành viên của BE phải nằm xuống. Và thêm một bay bách của Queen of Pain. Na'Vi chỉ mất armor dài và Ursa và buyback của Ursa rồi. Vẫn gãy ở nhà. Cũng tại là cái ông Fata này kiểu vui quá. Đấy, nhiều khi kiểu vui quá nó vẫn hay bị như này anh em ạ. Và vẫn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Khi ở dưới Na'Vi mới chỉ mất trụ thôi, chưa mất gì cả, chưa mất một cái land nào luôn. Không, nhưng mà công nhận là cái con QWP nó vẫn kinh các bạn ạ. Ui, thề hero. Vâng, các thành viên của Na'Vi chủ động lao thẳng vào khu vực mid lane. Và 38 giây nữa thì Lifestealer hồi sinh rồi, thế nên là cũng chẳng có gọi là base break hay là như thế nào được cả. Vâng, giả vờ lùi về và đây thì Na'Vi sử dụng smoke nhưng mà Fata rất là tỉnh táo, anh cũng lùi về, đã biết được về cái chiêu trò này rồi. Hiện tại thì cả hai đội đều đã mất đi toàn bộ trụ ngoài, giếng giếng thì cũng là toang luôn. Và bây giờ thì vẫn cứ là kèo cân, Roshan hồi sinh rồi. Quy đập pen lên cho mình một cái link ke. Hả? Vâng, lên cho mình một cái link ke, đơn giản chỉ là để link ke ở trong backpack, tự búp vào người, sau đó là bờ link vào, đổi đồ các kiểu thôi. Thao tác về cơ bản là như vậy. Nhưng ở đây thì sao, một tình huống tê ra tới từ một ai đó, stun vào người của General rồi, con hai người tới từ vị trí của Foray. General nằm xuống, Fata ulti vào ba người và Dandy thì không chạy được rồi. À ông ulti ác thế nhá, như nào Pyket đứng ở đằng sau nhưng có shot tới từ vị trí của VS, cover được vào Yatzo. Pyket chết luôn, Yatzo không chết, Dandy sẽ chết và bốn thành viên của Na'Vi sẽ phải quỳ xuống. Đột đầu ultra kill dành cho Fata, cay lã man luôn. Thua đôi trứng rồi, không thở được các bạn ạ. Phạm Quỳnh Anh các kiểu.
Vương Navi nhìn thấy một cái tình huống màu xanh Telegramit tự nhủ trong lòng thắng rồi thằng ngu này, nhưng ai ngờ đâu là ở đâu đó đồng đội của anh ấy lao lên và như vậy chỉ là bết thôi, lừa đấy. À sồi ôi, rát suy nghĩ và tính toán. Vâng, và như vậy thì đó là hai len. Thật ra thì tôi muốn nói luôn đó là ba len. Navi thì Dandy đã phải bye back rồi, nhưng ở đây là một con SF không sâu. Và đó là 50 giây cho hai con hero còn lại của Navi đỡ bằng con củ cải. Thì Fortify lên nhưng mà làm thao. À, có một bye back từ thứ AC rồi, nhưng mà thôi. We need Mega Creep, not fly dude. Và ở đây thì sao? Ok, là lại chơi vui quá rồi, không vui một tí nào cả. Fata chủ động di chuyển vào, đem đi Manta bởi Linh đi né Silanh từ Fata. Nhưng ở đây thì Fata chả cần gì cả, anh ấy đơn giản là anh ấy vào chill người các thành viên của Navi thôi. Và base strike luôn, không nói nhiều, say bye motherfucker. Với game đầu quá xuất sắc của bè, cá nhân Fata là người đánh hay hơn. Và đây thì Beaver sẽ phải nằm xuống trong một nốt nha. Vâng, nửa nốt luôn, Dandy chết trong 2 giây, đúng là như vậy luôn. Fata một thổi bằng con Genero, đây có cái tình huống sử dụng ulti bị phát ra ngoài rồi. Và đây thì Pycat thậm chí là bây giờ mới giết được vào Slada, GG được côn ra. Tạm biệt Pycat thế nhá, double kill dành cho Fata. Fata không dừng lại được, Fata ra rồi, Fata đi ngủ. Và đó là 2-0 dành cho thành viên của team Bear. Xin chúc mừng và chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến một cái trận đấu tiếp theo giữa Vâng, tiếp theo sẽ đến cái trận đấu giữa C9 và Liquid vào lúc 12 giờ, chúng ta sẽ cùng đợi nha.